Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn ra trang web là phankimtu.com. Thì tôi test thử cái trò chơi game tục pizza này bạn. Pô nè, nè pizza nè, pizza lỗ nè, mà tôi chưa có thêm mấy cái lỗ ha. Tôi mới có vẽ cái làm nội dung sườn thôi. Thì ta sẽ được như thế này ha. Như thế này, tôi sẽ kéo ra để bắn cái pizza phía trước, kéo càng lui sau càng mạnh thì pizza nó càng mạnh thôi. Chúng ta sẽ thêm những cái lỗ vô đây nè bạn. Tổng cộng thêm 6 lỗ ha. 1 nè, 2. Thì những bạn nào học pizza là biết rồi này, tại tôi cũng làm nhanh thôi, tôi cũng chưa có thời gian để làm thêm này. Đó. Bạn thêm 6 lỗ đây rồi tự động thục thì nó vô thôi ha, rất là đơn giản thôi. Thì với lại bạn thay đổi màu đó, mỗi cái pizza làm ta thêm một cái đối tượng mới này, tại vì tôi làm biến, tôi lấy một đối tượng tôi chỉ nhân bản lên cho nó nhanh. Nói chứ ra là ta sẽ làm bao nhiêu viên bi thì sẽ thêm bao nhiêu đối tượng khác nhau ha, mỗi đối tượng sẽ một màu khác nhau. Nói gì đó, rồi chúng ta chỉ thục thôi ha, đơn giản thôi. Này là có pizza, này là dạng pizza lỗ mà bạn, còn bi mà 3 bi lỗ mà 3 bi là pizza băng. Bạn nào chơi pizza nhiều sẽ rành ha, rành hơn tôi. Này tôi không có rành đâu, tôi chỉ biết là định hình cái sườn của cái trò game pizza vậy thôi. Ok ha, bạn lấy cái pizza này bạn thục cũng được, nhưng mà chơi pizza thì chúng ta sẽ có một cái viên bi màu trắng ha, là cái viên bi để chúng ta thục á. Còn chỉ là những viên bi mà chúng ta sẽ thêm số hay số lên ha. Rồi đại khái là vậy, cho bạn hình dung được cái trò chơi game này thôi, cái sườn thôi. Còn cái hình thức làm thì nó vậy đó, cái thêm những cái lỗ là tự động bạn thục vô lỗ là hết, nó ăn điểm thôi. Mỗi lần rớt xuống lỗ chúng ta được một điểm, ví dụ vậy. Rồi hết hết pizza thì chúng ta ăn gì đó. Rồi ta kết thúc video này bạn. Video này tôi chỉ test thử cái sườn của cái trò chơi mà làm pizza lỗ thôi. Ok rồi, tôi là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.